Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá có nguồn đa dạng sinh học cao và đặc trưng, hệ gen phong phú. Đây là nền tảng góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do vậy, những năm qua, Lâm Đồng tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh, đồng thời duy trì và phát triển hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương. Vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học lớn bậc nhất nước ta, với hàng ngàn loài động thực vật sở hữu nguồn gen cực kỳ quý hiếm, đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam. Vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà có diện tích 70.000 ha thuộc khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, là nơi hội tụ đầy đủ các kiểu rừng thưa lá kim đến rừng kín thường xanh, từ rừng lá kim Á nhiệt đới đến rừng hỗn giao và rừng lùn đỉnh núi, kiểu phụ rừng rêu, với thế giới động thực vật vô cùng phong phú và đặc sắc. Vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà có khoảng hơn 2.000 loài thực vật, hơn 130 loài thú, với 70 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam, có hơn 300 loài chim. Đặc biệt, vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà lọt top 221 khu trung tâm chim đặc hữu lớn nhất thế giới. Cái khu hệ thực vật của Việt Nam mình thì có khoảng, con số hiện tại bây giờ khoảng 14.000 loài. Thì Bi Đúp Núi Bà đã ghi nhận được gần 2.001 loài thực vật có mạch trong số đó. Nó là cái khu địa lý của cái thực vật hạt trần hoặc là những cái loài cây lá kim. Thì ở Việt Nam mình ghi nhận 33 loài cây lá kim, thì ở Bi Đúp Núi Bà có sự hiện diện 13 loài trong số đó. Việt Nam ghi nhận được hơn 900 loài chim, thì Bi Đúp Núi Bà cũng đã ghi nhận con số hơn 300 loài trong số đó. Lâm Đồng hiện có 9 khu bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có 6 khu đang hoạt động và 3 khu bảo tồn đã được chọn và quy hoạch là sẽ lần lượt thành lập để đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Lâm Đồng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước liên quan đến động vật, thực vật hoang dã, cấp mã số cho các cơ sở nuôi trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quản lý việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng, cấy, nhân tạo, quản lý việc trao đổi, xuất nhập khẩu, mua bán, tặng, vận chuyển các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. Hàng năm, Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiến thức các quy định về động vật hoang dã cho các đối tượng liên quan trên địa bàn. Trong công tác quản lý bảo vệ thì sẽ cùng các hội những khoán quản lý bảo vệ rừng tuần tra dài ngày, ngắn ngày đối với những điểm xa nhằm phát hiện kịp thời những các vụ vi phạm. Đối với những cái khu vực gần dân cư thì sẽ tổ chức đi tuần tra thường xuyên để nhằm phát hiện kịp thời các vụ vi phạm. Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học và các khu bảo tồn, xác lập chế độ bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như góp ý đối với hồ sơ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh Lâm Đồng đầu tư tổng kinh phí 510,2 tỷ đồng để ưu tiên thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trong giai đoạn 2017-2020 của dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai hiệu quả công tác quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học. Thì trong đó có chú trọng công tác bảo tồn, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm. Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch số 7023 ngày 14 tháng 8 năm 2023 về thực hiện đề án tăng cường phòng chống tội